Mấy cái này ra nhé, nhớ banh mấy cái banh mấy cái kẻ nè, để cho nó được có bột của được có hở này. Là mấy cái kẻ hay là kỹ 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 nó có da trong đây nó mình không có ra hết rồi nó không có bị nó bị hở là từ đó thôi, cho nên là anh thấy mấy cái này thấy không, da này đó banh nó ra chạy. Ok, nay tình yêu chia sẻ cho mọi người làm cái almond shape ha, cái almond shape làm sao cho nó đẹp ha. À, bây giờ mình sẽ phủi bụi, là mình sẽ lấy cái tip ra, đợi chút nha, lấy cái iPad cho mọi người trả lời câu hỏi. Hello Danny, khỏe không Danny? À, nghe nói đi coi show rồi với ở Las Vegas rồi vui không? Ok, bây giờ mình sẽ dán móng nè, tip nè, ok. Lâu quá bị bệnh không có xếp tip lại cho nó gọn gàng, hư quá. Lúc này ăn chơi sa đọa quá, không có lo làm hết trơn, xếp tip rồi thiếu tùm lum hết. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn tip ha. Khi mình gắn tip á, cái tay của họ nè, cái tay của họ lên là nó sẽ bị nằm như vậy, nó bị nghiêng qua một bên, là mình phải bẻ cái tay lại nhớ không? Đó, mình bẻ cái tay cho nó thẳng rồi mình dán móng. Tại 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 tình yêu bệnh quá cho nên tình yêu không có đi Vegas được. Hello Andy, hello hello mọi người nha. Đó, hôm nay tình yêu sẽ chia sẻ làm cái mình xếp cho mọi người. Mọi người nói cái này nó khó đúng không? Không có khó đâu, rất là dễ. Ok, rồi bàn tay cô này cũng đẹp nữa nè, hơi da hơi nhăn hơi lớn tuổi chút thôi. Nào bây giờ mình bỏ cái lưu lên đây nè, số mấy, số 8 nè, bỏ lên nè, thấy chưa, số 8 đây, thấy chưa, số 8 hơi bự đúng không, lấy số 9 đó. Số 9 là vừa luôn nè, đó, để sao cho nó ngay, để cho nó ngay, đè cái đầu nó xuống nè. Giờ thấy nó đè cái đầu xuống không? Rồi nhớ là cái lưu mà nó dư nè, anh chị em lấy nó ra, lấy cái lưu ra đừng có để cho nó dính. Ok, rồi số mấy, số 6 nè, số 6 nha, số 6 đây, rồi, bỏ lên là số 6 nè, nhớ là cho nó ngay. Ok, đó, bây giờ anh chị em lấy là số mấy, số 4, số 4. Ok, bây giờ tiếp tục là số 4 đúng không? Số 4 nè, cho nó ngay. Rồi, số 6. Số 6. Rồi. Số 2. Sorry nha, có phone cho nên nó bị ấy, cho nên trả lời cái này.
nhớ cho nó ngay nha mọi người, nhớ cái móng cho nó ngay nè, thả là nó ngay cái móng luôn. Châu vừa coi trên YouTube của chú Toàn. Rồi bây giờ nhớ nè, số mấy để bên kia số 9 nhưng mà này là số 8 nè. Thường thường hai cái tay nó khác nhau, tại vì mấy bạn biết sao không, người ta thuận tay phải người ta làm nó sẽ bự hơn. Yeah, you have to take it off for everything for me, okay? Alright. Xong rồi. Này, cái này số 5 nè. Này bên đó là số 6 nhưng mà cái này là số 5. Bạn thấy không, nó khác cái số đàng hoàng, số 5 nè. Nó bỏ lên nè. Nè, thấy không? Số 4 nè. Số 4 nè. Nhớ đè nha, nhớ đè cái đầu nó xuống nha. Đè cái đầu nó xuống. Để chưa biết không? Đừng cho nó hở cái mí. You have, I don't have that one. You have that one. You got, you look in the back. Số 5 nè, số 5 nè. He don't have a tool. You have a tool. Oh. Okay, số 2 nè. Số 2 nè. Bỏ lên nè. Nhớ là cho nó ngay, đè cái đầu nó xuống nè. Mọi người thấy không? Cái lưu mà nó dính là mình phải đè nó ra, chứ đừng có để cho nó dính vào trong đây. Rồi. Ok, giờ mình sẽ cắt cái om mình xếp cho mọi người coi ha. Nó dễ lắm. Dễ vô cùng. Đây, mình thường thường mà mấy cái xếp tròn á, anh chị em phải dùng cái đồ cắt móng tay bằng mẫu tròn này nè, anh chị em cắt nó mới chuẩn. Ok, giờ mình cắt nó móng nè. Ok, it's good, so little bit good. Ok, thấy nó ngắn không? Bây giờ mình cắt cái này rồi đúng không, đây là chuẩn nè, đây là chuẩn nè. Giờ cắt cái này dài ra nè. Ok, lấy cái ngón này đo qua ngón này nè, coi nè, đo nè, nè thả lỏng nè, thả lỏng nè, đây nè, lui lại nè, đo nè, thấy chưa? Bây giờ nó dài hơn đúng không? Nó dài hơn không? Nè, giờ cắt bỏ nè. Đo lại một lần nữa nè. Hai bên bằng nhau nè, xí. Đó, đây là điểm chuẩn đo từ cái cuticle ra đây. Đo từ cái cuticle ra cái móng. Ok. Rồi qua bên đây, mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt cái này. Cái này dài hơn cái này một chút. Đó, cắt nè, dài hơn nè. Đó, làm từ từ, không cần phải gấp nè. Đo nè, đo từ ngón này chạy qua ngón này đo nè. Xí. Nó dài hơn chút đúng không? Thấy nó dài hơn không? Nè, cắt bỏ nè. Cắt bỏ. Còn cái ngón út này cắt dài ra. Đúng không? Khi mình cắt không được thì mình quay qua cái tay này, quay cái tay lại. Quay cái tay lại đo nè. Đó, đo nó sẽ dài hơn. Bây giờ nó dài hơn nè. Anh chị em có thấy không? Ngón út này nó dài hơn nè. Cắt bỏ nè. Nhớ không? Tại vì cái ngón này á, mình đo như vậy không có được, mà mình phải đo, mình phải quay lại như vậy thì mình đo mới được. Đó, quay như lại như vậy thì nó đo được. Thấy chưa? Thấy rõ không? Đây là bí quyết mà khi anh nào mới vô làm thợ nail á, phải cần phải biết những cái này. Bây giờ ngón cái mình đo không được, mình nhắm, à, giống như mình lấy súng mình bắn, mình phải nhắm, bắn là nhắm nè, bắn. Đó, vậy thôi, được rồi. Rồi qua bên đây, à, qua bên đây là bàn tay bên đó là chuẩn 100% rồi đúng không? Giờ mình lấy cái này mình cắt dài hơn nè, cắt dài. Cắt dài ra. À, cắt dài ra cho nó khỏi dướng chứ không gì trơn á, cho nó khỏi dướng ra. Ok, giờ mình lấy ngón cái đo ngón cái. Đó, ngón cái đo ngón cái nè, dài lên nè, đó, nó dài hơn nè. Cắt nè, đo lại một lần nữa nè, 100% chính xác 100% nè. Đó, giờ qua ngón này, ngón trỏ nè, ngón trỏ này sẽ dài hơn đúng không? Cắt nè, đó, cắt vô nè, đo lại một lần nữa nè, vẫn còn dài hơn chút nè, cắt cho nó đều nè. Đó, bây giờ là đo lại một lần đều 100%, thấy chưa? Ngón này qua ngón này, vậy thôi. Đâu có gì đâu mà không làm được. Đó, cắt nè. Đo lại nè. Hold on. I take it back for my brother. I take it back for my brother. You come inside, come in the room. Come in the room and check it out. I thought I have in there, okay?
anh chị em đo này không? Bây giờ đo ngón nào? Giờ nãy đo ngón nào rồi? Giờ đo ngón này với ngón này đúng không? Giờ đo ngón này, ngón giữa, ngón nhẫn nè. Đo là cắt nè. Cắt nè. Chắc lại nè. Ok, 100% đúng nè. Giờ ngón út nè. Ngón út dài hơn là cắt một chút nè. Đó. Rồi, bây giờ phần quan trọng là cái gì? Giờ phần quan trọng nè. Nè, bây giờ mình nói nôm na theo kiểu Việt Nam mình đi. Đó, giờ mình nói nôm na theo kiểu Việt Nam mình đúng không? Cắt nè. Cái này mình cho nó là 4 phần. Đúng không? Cho nó là 4 phần. Mình cắt đi 1 phần rưỡi, 1 phần rưỡi. Nè, 1 phần rưỡi nè, 1 phần rưỡi. Đây, 1 phần rưỡi nè. 1 phần rưỡi nè. 1 phần rưỡi nè, là trừ lại 1 phần nè. Ok. Thấy chưa? Nè, cắt đi 1 phần rưỡi nè. Mình cho nó 4 phần. Cắt 1 phần rưỡi nè. Cắt 1 phần rưỡi nè. Là trừ lại 1 phần nè. Thấy chưa? Đó. Cắt nè, 1 phần rưỡi nè. Nè, cắt đi 1 phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần nè. Ok. Nè, cắt đi phần rưỡi nè. Cắt đi phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần nè. Ok. Cắt đi phần rưỡi nè. 1 phần rưỡi nè. Nè, cắt đi phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần nè. Ok. Qua bên đây cũng vậy. Nè. Cắt đi phần rưỡi nè. Cắt đi phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần nè. Cắt đi phần rưỡi nè. Cắt đi phần rưỡi nè. Nè. Trừ lại 1 phần nè, cắt đi phần rưỡi nè. Phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần, đơn giản thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Cắt đi phần rưỡi nè. Phần rưỡi nè. Nè, cắt phần rưỡi nè. Phần rưỡi nè. Trừ lại 1 phần nè. Ok, bây giờ xong. Lấy cái dũa nè. Các bạn thấy không? Cái dũa nè. Dũa nè. Dũa hai bên cái góc này nè, hai bên cái góc này thôi. Ok nè. Hai bên cái góc, đừng có đụng ở trong này. Cái trong này nó là cái điểm chết, không cần đụng vô. Cắt vô nè, đụng vô nè. Thấy chưa? Nè. Nè. Cắt đi hai cái góc nè. Nè, dũa hai cái góc vô nè. Thấy chưa? Là nó ra o mình. Ok, đâu có cái gì đâu mà khó đâu mà anh chị em nói khó. Thấy chưa? Nè, đó, dũa hai cái góc này vô thôi. Đó, vậy thôi có gì đâu mà khó khăn. Ra cái ô mình xếp đơn giản không, có gì đâu khó. À, rồi là giữa hai bên góc nè, giữa hai bên góc nè, là giữa hai bên góc nè, giữa hai bên góc vô nè, nè, đó, giữa hai bên góc vô nè. Giữa hai bên góc vô nè. Cái tay của người ta phải để thẳng, đừng có để cho nó cong, để thẳng để mình chỉnh cái xếp. Đó là cái xếp nè. Bây giờ là cái xếp ôm mình. Đấy, 10 ngón đều giống hệt nhau hết, không có khác nhau gì luôn. Thấy chưa? Nè, đó có gì đâu khó. Mà ai nói cái này khó đâu. Nè, giữa hai cái góc vô nè. Giữa hai cái cạnh hai bên này thôi. Ok, hai cái cạnh này nè. À, hai cái cạnh này, nè, dũa vô một cái là nó ra o mình liền. Thấy chưa? Nè, đó, nè, ra o mình không? À, nó không ra o mình. O mình phải hiểu nha, o mình là nó móng nó giống như là trái football hoặc là trái hột dẻ đó. Hột dẻ đó, đó. Nè, thấy không? Đo y chang nhau luôn, nó đâu có khác gì đâu. Thấy chưa? 10 ngón như nhau hết. Anh chị em thấy nó dễ không? Đâu có khó đâu. Anh chị em nhớ là như vậy thôi. Hello mọi người nha, hello. Dạ, nhưng khi quay ngược tay khách thì nhìn phía đầu móng vẫn bị lệch. Ok, anh làm xong anh sẽ quay lại cho em coi ha. Tại vì em không có dán cái tip nó thẳng thì em quay lại nó bị lệch. Còn em mà em dán cái tip nó thẳng á, em quay không bao giờ bị lệch hết trơn. Ok, nhớ là như vậy nè. Khi anh dũa xong anh sẽ quay lại cho em coi. Ok, nhớ là như vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu là nó ra o mình liền, tại vì mình phải làm cái xếp trước khi mình đắp bột, nhớ nha, là mình phải lấy xếp, mình phải làm trước khi mình đắp bột. Anh chị em phải cố gắng dũa trước khi mình đắp bột, tại vì khi khi mà cái móng nó còn rất là mỏng như vậy á,
mình dũa nó rất là dễ dàng hơn là cái móng khi mình đã lắp bột lên rồi, là cái bột cái móng nó là nó bị bột nó dày quá, anh chị em làm không được. Đây xong rồi, bây giờ tình yêu sẽ cho anh chị em coi cái xếp quay ngược trở lại. Đây quay ngược trở lại này. Anh chị em thấy nó thẳng không, làm sao nó cong đó, để là khách để tay nè, để yên nguyên xuống cho mọi người coi nó thẳng hay nó cong nè. Đó bây giờ quay cho mọi người coi nó thẳng hay nó cong, đâu giờ nó cong được, tại vì mình dán cái tiếp nó thẳng làm sao nó cong, đúng không? Một bộ nail này trung bình nếu mà mình làm, nếu mà mình đừng có live stream, mình nói chuyện với khách bình thường là 30 phút, 35 phút là mình làm đã xong. Tại vì bộ nail này nó chỉ đắp bột màu thôi, không có lâu, ok. Cho nên nhưng mà khi tình yêu dạy là tình yêu không có nói thời gian được, là tại vì tình yêu còn phải chỉ, rồi tình yêu phải trả lời cái câu hỏi cho mọi người, rồi có những cái cần thiết phải trả lời, giống như anh chị em không hiểu cái gì đó tình yêu sẽ trả lời cho mọi người coi, người nghe. Cho nên nó hơi lâu một chút, mong anh chị em thông cảm. Đó, nó chỉ vậy thôi, thấy chưa? Đơn giản là chỉ cần dũa xếp vô 20-30 cái second là anh chị em đã ra cái xếp almond rồi. Thấy không? Anh chị em nhớ là như vậy, mình phải làm theo cái cách thức của nó thì anh chị em không bao giờ bị sai. Trừ khi nào anh chị em bỏ bột lên xong, anh chị em ngồi đó, anh chị em cắt xong là anh chị em dũa, nó đâu có đều. Nó không có đều được, mà mình làm cái xếp trước, mình dũa cái này trước thì nó sẽ đều. Mấy giờ rồi hả? Mấy giờ rồi kệ anh ta, hỏi chi. Bằng giờ hôm qua anh cho anh Bùi ơi. Hôm nay tình yêu cũng hơi bệnh, cũng còn bệnh lắm, cho nên là mong anh chị em thông cảm nha. Giọng nói vẫn còn khồ khề lắm. Giọng nói của tình yêu vẫn còn khồ khề lắm, nó còn chưa có trong trẻo. Thứ nhất là tại vì ăn chưa được mà chơi cũng chưa xong, cho nên nó còn yếu lắm. Yếu, sức khỏe còn yếu lắm, cho nên mong anh chị em thông cảm nha. Hey, you take the wrap, you hold the hole for me. Take the wrap, hold the hole. It's milk. You don't come back. You understand that, right? Yeah. Keep that. Pull down. Yeah, pull down. Đó, cho nên là tình yêu vẫn còn yếu ớt lắm, cho nên là chưa có ăn uống gì được hết, chơi cũng chưa xong, cho nên còn yếu quá. Đó. Thường ngón giữa anh cắt để dài hơn hai ngón bên cạnh hay cắt cho nó bằng nhau em ơi, đừng có nghe người ta nói cái dù mà cái vụ gì mà ngón giữa mà dài hơn, ngón giữa dài hơn á là tại cái ngón này đã dài rồi, đúng không? Tự nhiên mình cắt nó dài hơn chút nữa lỡ chửi người ta cho nó dễ à, chửi này nó quýnh má nhận ra luôn á. Thôi cắt cho nó đều đi ha, đừng bao giờ có nghe cái người thợ nail mà nói cắt cái ngón này dài hơn cái ngón hai bên, làm ơn để làm chi vậy, để làm chi, để chửi người ta cho nhiều hơn hả hay sao? Cái gì nó cũng bằng nhau chứ làm gì có cái vụ mà nó dài hơn nha. Nhớ nha, đừng có nghe những người khác nói, tôi nghe cái câu đó nó rất là nhiều lần luôn, tôi nghe rất là nhiều người nói anh làm nail anh phải cắt ngón giữa dài hơn ngón hai bên để làm cái gì, tôi hỏi chỉ câu một câu thôi, để làm gì? Bình thường cái ngón mình đây là cái ngón này nó đã dài hơn hai ngón này rồi, nó còn cắt dài hơn nữa là chết cha rồi. Thấy chưa? Rồi xong, đơn giản như đang giỡn luôn. Cho nên đó, đơn giản không? Thấy lẹ không? Cực kỳ lẹ luôn, ra cái xếp gọn gàng sạch sẽ luôn. Đó là tí xíu bỏ bột lên là đắp bột là ra luôn cái móng luôn. Chưa? Bây giờ quay lại nè, coi nè. Xếp nè. Đều nhau không? Đều y chang nhau luôn, không khác nhau gì hết, đâu có xéo đâu. Rồi, bây giờ mình đắp bột nha. Đắp bột. Trước khi trước khi mình ấy bột là mình phải chạy cái lằn này trước, mình chạy cái lằn này. Nè. Nhớ một điều dặn nè, khi mình chạy cái bằng cái tờ giấy nè, cái bột giấy nè, nhớ là để cho nó hở cái này ra nè, thấy nó hở ra không? Để chi? Cho nó mềm nè, đó mềm nè, thấy nó mềm không? Nó mềm mình bóp lên, bóp được nè, nó mềm nè. Thì cái này nó bị soft, nó sẽ soft hơn là nó sẽ không có cứng. Khi mình đẩy sát vô vậy nó cứng nè, là mình dũa nó sẽ bị nóng. Còn khi mình mở nó ra như vậy, đó, mình để cho nó hở ra chút nè,
cho nó hở ra chút nè, hở ra chút nè, tới cái lần này thôi, tới cái lần này thôi, đi chi để cho cái này nó xót, mình giũa lỡ có trúng da nó không có bị đau. Ok rồi chạy nè, bây giờ chạy xẹt xẹt là xong nè, chạy một cái nè. Chạy nè, chạy nè, anh chị em thấy dễ không? Dễ không đó, anh chị em nhớ cố gắng nghe những gì mà tình yêu nói nha. Mặc dù bị chậm là tại vì em đè cái đầu dũa này xuống cho nên nó bị nóng, còn anh không có đè, anh để cho nó chạy. Tại vì sao? Cái giấy này nó đã có chức năng, nó đã nhám rồi thì mình đừng có đè, mình chạy neo mình đừng có đè, mình làm neo mình đừng có đè nó. Đó, đè nó sẽ bị nóng, tại vì cái sự ma sát nó mạnh quá nó sẽ bị nóng. Còn cái này anh để tự nhiên anh chạy thôi, đấy là để tự nhiên chạy thôi, biết chưa? Để tự nhiên chạy thôi. Nó không bao giờ nó bị nóng nha mọi người, là tại vì mọi người đè cái đầu dũa mạnh quá, đè chi cho nó mạnh, đè chi cho nó mạnh, để nhẹ nhàng thôi, đó, chạy nhẹ nhàng thôi, đừng có đè, nhớ là đừng có đè, đè tối về nhà đè, ok. Còn bây giờ ban ngày mình đừng có đè, đừng có neo.